Theo bản tin của đài truyền hình WSB TV, ông Wendels và bà Felicia Dawson cùng với bốn đứa con lái xe từ tiểu bang North Carolina sang Georgia để dự sinh nhật của bà nội. Khi đang trên đường về, cả gia đình này ghé vào một tiệm sắp quay để ăn trưa. Bà Felicia nói rằng một nữ nhân viên da trắng nơi đây có tên là Sandra có vẻ bực bội khi nhìn thấy họ. Nhưng gia đình này không để ý và tiếp tục dùng bữa. Trước khi lên đường, Bà Felicia nói với các con làm vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, lấy thêm đá cho vào bình nước uống. Khi ra đến cửa, họ bị một cảnh sát viên chặn lại. Người cảnh sát này nói rằng ông nhận được báo cáo là có mấy người vào tiệm ăn không trả tiền. Trong một đoạn ghi âm cuộc gọi 911, người ta cũng nghe thấy người nhân viên kia nói rằng có 8 người trong một chiếc xe van vào tiệm và cứ ra vào phòng vệ sinh. Cả hai vợ chồng Johnson nói với người cảnh sát viên kia và chủ tiệm sau đó ngỏ lời xin lỗi trong một bản thông cáo gửi tới báo chí chủ chi nhánh subway là ông ross panto nói rằng ông đã nhắc lại với tất cả nhân viên rằng điều quan trọng là phải làm cho mọi hành khách cảm thấy họ được chào đón nơi đây